Nguyên Khôi Audio xin chào tất cả các anh em nhé. Trưa ngày thứ hai đầu giờ chiều rồi, xin lỗi, chiều ngày thứ bảy. Khôi nhầm. Khôi lại lên sóng một siêu phẩm vừa mới hạ cánh xong, một đôi loa Pro AC 2.5 vỏ quá là đẹp luôn. Vừa hạ cánh xong các bác ạ, em làm lên clip luôn để cho nó nóng. Bác nào quan tâm mà đặc biệt là bác nào thích dòng loa cây cột mà đặc biệt là dòng loa Pro AC thì các bác nên quan tâm sâu sắc đến cặp loa này nhá. Bởi đây là cặp loa có một cái vỏ quá là hiếm mà trùng CD. Nó trùng CD cho nên là tất cả các cái vân vỏ nó đều là như nhau. Đấy. Các bác nhìn cái vỏ nó vằn vện như này nó thấy yêu, bày nhìn là thấy sướng mắt rồi. Thế còn thì đặc trưng của cái dòng Pro AC này thì Khôi cũng không cần phải trình bày. Bởi vì các bác chuyên loa Âu thì các bác nghe tiếng là Pro AC thì các bác biết là chất âm của nó như thế nào rồi. Nó rất là có tiếng trong dòng loa của anh. Đây là một đôi Pro AC 2.5. Khôi quay ở phía sau tem loa cho các bác thấy độ mới của nó như thế nào. Nó trùng CD nha các bác nhá, một số CD lọc phát rất đẹp luôn, à, phát lọc 000686. Chiếc bên này đây cũng thế. 000686. Mà cái đôi này thì Khôi tra ở trên mạng nó chỉ có trang Tây nó mới có, cái nghĩa là cầu loa này. Cái cầu loa thường thường là cái cầu loa nó bằng đồng. Bằng đồng hết nhưng mà đây là cái đôi này về lại trong cái cầu loa này. Thế thì Khôi phải tra ở trên mạng thì thấy là bọn Tây nó cũng làm cái cầu loa như thế này nha các bác nhé. Và tới đây về Khôi về một số cặp Pro AC nữa thì cũng là đều cầu loa nó như thế này hết. Đấy, cái này thì bác tham khảo thêm zin nguyên bản nhé, về như nào thì là Khôi là mà cha là bác nào cần thì em sẽ gửi cái đường link của cái dòng Pro AC này, nó lắp cái cầu loa này. Thế còn về tình trạng đôi loa này thì các bác biết rồi, về vỏ thì quá đẹp, có một điều này nó mất mất cái hai cái chữ, mất mất hai cái chữ của cái e căng. E căng thì zin, e căng đẹp, zin không có thủng lỗ, không có rách dưới gì, nhưng mà nó mất mất cái hai cái chữ Pro AC, tức là mất hai cái tem. Còn lại thì là cái vấn đề này này, cái dòng Pro AC 2.5 này này, nó có chỗ này nó có cái mút thì nó thời gian nó mủn rồi. Thế là do vậy là ở bên ngoài thì hình như nó có một số shop bán cái mút để dán vào đây đấy để thay thế cái mút cũ. Bởi vì cái mút cũ là nó lâu rồi nó mủn, nó sờ vào nó như là cái bánh bích quy nó bị ngấm nước ấy. Nó mủn hết. Vậy Khôi sạch sẽ, Khôi vệ sinh sạch sẽ cái loa này, cái loa tép này nó có một cái lớp mút ở chỗ này. Nó không ảnh hưởng cái gì nhá. Còn bác nào mà mua cái đôi này bác về bác tự đi mua bác dán vào. Có một số anh em thì nghe là nó bán cả cái mút này đấy. Chứ còn thì loa. Loa đây. Các bác nhìn cái vân vỏ đẹp, đẹp góc cạnh luôn này. Chỗ nào nó cũng như chỗ này này. Chỗ nào nó cũng như chỗ này luôn. Về vân loa này. Nói như hai chiếc nó đối nhau, nó trùng nhau CD mà bác. Để sở hữu cặp này là sở hữu là hai đường tiếng. Một con loa bass này là bass, này là bass 18 đấy bác ạ. Cái màng loa và cái lón loa nó kiểu như này các bác nhé. Pro AC 2.5 thì đôi nào nó cũng như thế này. Nó không phải màng nó bị làm sao đâu nhé, mà nó đã sản xuất ra nó đã như thế này rồi các bác ạ. Màng nó rất dày. Do vậy là đặc biệt đôi này nó có cái giả trầm rất là hay, rất là mạnh. Quá đẹp các bạn. Chiếc bên này cũng vậy, màng nó cứ sùi sùi cái kiểu này các bạn. Cái dòng 2.5 này nó thế nha các bác nhé. Đây còn loa này, nói chung là đôi này thì nhìn là yêu, nhìn cái này yêu ngay vì nó không có một tì vết nào, không có tì vết nào luôn.
nó có cái bộ chân đinh rất là gấu, bộ chân đinh rất là gấu các bác ạ. Các bác nhìn này, em quay sáng lên, chân đinh rất là khỏe, cực kỳ đẹp. Đây là cái gỗ nó kiểu thế các bác nhé, gỗ nó kiểu thế. Chiếc bên kia cũng thế, cái chiếc bên kia nó cũng vậy. Đây, chiếc bên kia nó đây. Đôi này nhìn đẹp lắm, nhìn cả hình thức bố trí, chiều cao, em sẽ đo chiều cao cho nó. Em sẽ đo chiều cao cho bác, đôi này tương đối cao đây. Nó cao tận 1m1 cơ. Nó cao tận 1m1. Chiều rộng của nó là 22 cm. Đúng chuẩn 22 cm. Chiều sâu của nó là 26 cm. Chiều sâu là 26 cm. Bố trí thì cực kỳ đẹp mắt, hài hòa luôn. Dòng Pro AC 2.5 này thì kể cả chất âm lẫn hình thức thì có tiếng rồi. Thôi chỉ nói như thế thôi, còn các bác tham khảo thêm ở trên Google, ở trên các cái trang mạng cho nó khách quan nhá. Và trước khi làm clip test thì Khôi báo giá luôn cái cặp loa này. Khôi để với các bác là giá là 27,5 triệu. 27,5 triệu một đôi loa cực đẹp. Các bác vui lòng nhanh tay alo cho Khôi theo số điện thoại là 0982 922 168. Hoặc các bác kết bạn vào Zalo, Khôi sẽ gửi đầy đủ hình ảnh, thông tin cụ thể cho cặp loa này cho bác nhé. Còn sau đây là mời các bác nghe em test một đoạn nhạc cho nó nóng ạ. Có đeo tai nghe vào nhá. For the first time in my life.
Xin lỗi các bác là em phải ngắt nó đi vì hàng xóm đang sửa nhà đấy, họ khoan họ mài rất là tiếng rất là to, sợ nó lạc vào tai nghe. Đấy thì cặp loa này thì nói chung là không phải test về cái đôi loa Pro AC 2.5 này thì nó quá nhiều các bác đã nói về dòng này rồi. Đấy các bác thấy không? Là hàng xóm họ sửa nhà tiếng rất là ồn. Tôi đang quay lại cho các bác xem lại về cặp loa này. Nó đẹp từng milimét luôn. Cái gỗ này không biết nó là cái gỗ gì mà sờ nó mát như đá. Sờ nó mát như đá luôn. Độ hoàn thiện của con cặp loa này nó quá kỹ, nó quá đẹp. Vâng, Khôi xin phép là kết thúc video ở đây nhé. Bác nào muốn sở hữu đôi loa này thì gọi cho Khôi. Khôi thì đã báo giá rồi, 27,5 triệu cặp loa Pro AC 2.5. Đấy, bao test, bao kiểm tra cho các bác trong vòng 3 ngày. Và đôi này các bác thì chắc là lấy về thì không lăn tăn về hình thức lẫn cả chất âm của nó. Một đôi loa đẹp, đẹp quá luôn, em nhìn em rất thích các bạn ạ. Nhìn cái gỗ này mê mẩn luôn. Khôi chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở trong clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.